Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình về được rất là nhiều hàng hot hơn hot luôn dành cho tất cả các bạn. Và các bạn chú ý xem từ đầu đến cuối video, bởi vì hôm nay có những cái con máy mà mình nghĩ là có tiền cũng chưa chắc đã mua được, chỉ có là có duyên gặp thì mới mua được thôi. Thì các bạn chú ý xem từ đầu đến cuối, từ những dòng Samsung, Oppo, LG, iPhone các bạn nhé. Nhưng hôm nay chủ đạo của bên mình đó là Samsung và iPhone đó. Và hôm nay rất là những chiếc máy mà có thể là các bạn phải vừa mất tiền và vừa mất rất là nhiều thời gian mới tìm kiếm được. Thì đầu tiên để vào mà nói thì hôm nay sẽ nói đến nó một cây Samsung Galaxy Note 9 bản Hàn Quốc, máy 2 sim 2 sóng online, máy màu titan các bạn nhé. Với ngoại hình của nó thì là một con máy hàng zin đẹp luôn. Đấy, zin đẹp luôn. Đấy, zin đẹp 98-99%. Đấy, lưng đẹp. Màn hình này. Màn thì con này nó có một chấm kim và nó có hơi án nhẹ các bạn nhá. Đấy, có hơi án nhẹ đây. Con máy này thì là hàng tranh nhau đây. Tức là rất là nhiều bạn muốn mua con máy này, nhưng mà tiếc thay là bên mình lại chọn đúng cái bạn bom hàng để gửi. Đấy, đây bên mình một con chấm kim này, một con chấm kim. Đấy là nó bị ám nhá, nó bị ám hình. Đấy, bị bom hàng. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đó, màn hình là có hơi ám các bạn nhá. Đấy, nhưng mà nó có đúng một chấm kim này thôi thì giá nó sẽ rẻ hơn được rất là nhiều. 2 sim 2 sóng online. Đó, RAM 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, pin 4000 và màn hình của nó là 6.4. Đấy, màn cong tràn viền. Em nói chung màn hình của Samsung thì không còn gì để chê các bạn nhá, từ độ hiển thị của nó. Đấy. Con máy này thì đây thì bút được sử dụng đầy đủ các bạn nhé, bút sử dụng đầy đủ vẽ vời hoặc là chụp ảnh từ xa nhé. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu các bạn nhé. Giá chỉ có 3 triệu tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một tai nghe. Đấy. Đến cây số 2 đó là một chiếc Samsung A21s. Đây là một con pin 5000mAh với giá của nó là 1.8 triệu, màn hình của nó 6.7 inch. Con này thì bị mất vân tay. Mất vân tay này khả năng là do phần mềm hoặc gì đó thôi, về các bạn tự bọc vạch nhé. Đó. Con này thì RAM của nó là 3GB, bộ nhớ của nó là 32GB. Máy cũng rất là mượt. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không điêu hình. Pin 5000 các bạn nha, dùng mấy ngày không hết pin. Con này đang bán là 1.800.000, tặng các bạn một bộ sạc và một tai nghe. Đấy, kèm theo cái kính cường lực. Tiếp theo nữa sẽ nói đến đó là một con máy gấp. Đây, con máy gấp này nó chỉ có 600.000 thôi, nhưng mà nó vừa sử dụng được cảm ứng này. Đấy, sử dụng cảm ứng này. Đấy, rất là ok này. Cảm ứng cực mượt luôn. Mượt như các dòng S với dòng lốt luôn các bạn. Đấy, nhưng con này nó chỉ có mỗi tiếng Anh và tiếng Hàn các bạn nhá. Đây là hàng xách tay bên Hàn. Đấy, có chỉ mỗi tiếng Anh và tiếng Hàn thôi. Còn lại của nó là ok. Đây, phím cũng vẫn bấm bình thường các bạn nhá. Đấy. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Đó. Quay phim, chụp ảnh các kiểu đều ok, nhưng mà đây nói chung là các cái chức năng để gọi là cho có thôi. Nhưng mà con này thì chủ đạo của nó thì vẫn là này, camera cũng không phải là không cho có đâu các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Cũng nét ra phết đấy. Đấy là mình còn chưa lau sạch đấy. Đấy, cũng nét ra phết. Camera có cả camera trước này các bạn này. À đây. Ôi đây các bạn nhìn này. À, camera cũng nét ra trò đấy các bạn. Đấy. Con này thì nói chung là chức năng của nó thì chủ yếu là để nghe gọi thôi. Các bạn có thể là lướt Zalo, Facebook hoặc là YouTube ở trên máy này đều ok các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể lướt trên này rất là ok. Nó coi như là một chiếc máy smartphone và cũng là một con máy cục gạch. Đó, nhưng với cái thiết kế của nó thì cực kỳ độc đáo và đến cái thời kỳ bây giờ thì rất là đẹp các bạn nhé. Độc đáo thôi. Đấy, con này thì ngoại hình của nó đây, nó cũng có xước sắt cần móp các bạn nhé. Nó có xước sắt cần móp này. Đấy. Thì con này đẹp tầm khoảng trên 95%. Đấy, đầy đủ chức năng. Đàm thoại nghe loa to rõ ràng, to hơn cả iPhone luôn. Nói chung là loa của nó là thuộc diện là kiểu cục gạch rồi. Nghe sung soảng luôn. Đó, giá 600.000 thôi các bạn nhá. Giá 600.000 tặng các bạn một bộ sạc. Tiếp theo nữa sẽ nói đến đó là một chiếc iPhone. Đây là một chiếc iPhone XS. Bản này là 64GB. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp luôn. Đấy, zin đẹp các bạn nhé. Đấy, zin đẹp tầm 98-99%. Zin nguyên bản nhà sản xuất. Ui, pin con này 92% đây các bạn này.
pin 92% luôn. Đấy, iPhone XS pin 92%, máy màu đen. Hàng quốc tế, bộ nhớ của nó là 64GB các bạn nhá. Bộ nhớ của nó 64GB. iPhone XS thì nó đã có hai SIM hai sóng online rồi, một SIM vật lý và một eSIM các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Đầy đủ tất cả chức năng Face ID hiện diện đầy đủ các bạn nhé. Các bạn thích thiết lập Face ID ok hết nhé. Đấy, ok này. Face ID rất nhạy nhé. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 5.200.000, hàng siêu chất các bạn nhé. Đấy, hàng siêu chất đây các bạn nhìn này. Đấy, hàng zin đẹp siêu chất luôn. 5.200.000, tặng các bạn một kính cường lực, một bộ sạc và một ốp lưng nhé, ốp lưng chống sốc luôn. Hôm nay thì bên mình lại về thêm được một con Note 10 Plus hàng siêu chất nữa. Đây là một chiếc Note 10 Plus bản Việt Nam, hàng siêu chất, giá của nó là 8 triệu các bạn nhé. Máy vẫn còn zin nguyên siêu viền này. Đấy, khách dùng rất là giữ gìn. Màn hình thì mình cam kết với các bạn luôn, nó là hàng quá đẹp, quá đẹp luôn. Xem áp suất. Đấy, áp suất này. Đấy, áp suất gọn này thì rất là ok. Đâu. Này. Đây các bạn này, nhìn màn hình này. Quá tuyệt vời luôn nha các bạn nhá. Đấy các bạn nhỉ. Đó màn hình này, rất đẹp này. Cảm ứng thì các bạn yên tâm rồi, dòng Note 10 Plus này thì yên tâm nhá. Đây là bản Việt 2 SIM 2 sóng, nó đã có 2 loa rồi nhá. RAM 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. RAM rất khỏe và bộ nhớ cũng rất là nhiều để cho các bạn thoải mái lưu trữ. Con máy này bên mình đang bán giá là 8 triệu. Đó, không ám, không ố, không điêu hình. Máy đẹp, zin. Nét căng. Đấy, nét căng nhá, giá 8 triệu. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một miếng dán màn hình. Bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Hôm nay lâu lắm rồi bên mình lại về được hai cây iPhone 11 Pro. Đấy, iPhone 11 Pro này thì nó là màn hình nhỏ, nó không phải to như Pro Max. Đấy, một con pin 87 và một con pin 100, và mình cam kết nó là pin zin 100% nhá, không có chuyện pin thay hoặc pin thủy kích gì đâu. Đó. Máy thì zin nguyên bản nhà sản xuất luôn, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, hàng zin đẹp, ví dụ như cây pin 87% này. Đây, pin 87% này, hàng zin đẹp luôn này. Đấy. Lưng zin nhá, mặt zin nhá, không có chuyện là thay hoặc là ép đâu. Bây giờ thì mua cái hàng một mặt hay là hàng spa rất là nhiều, nên các bạn chú ý để ý giá cả một chút nhé. Giá quá rẻ thì hàng nó lại là thuộc diện là spa rồi. Spa tức là hàng là mông má tân trang ạ. Đấy, con này thì zin nguyên bản nhà sản xuất luôn. Bản quốc tế. Đấy, con này bản Hàn nhé, quốc tế nhé. 2 SIM 2 sóng online, pin 87%, bộ nhớ 64GB. Hàng zin đẹp 98-99%. Nói chung cái hàng này nó chất như này thì các bạn yên tâm nhé, không phải nghĩ. Đấy, hàng này thì bên mình bao cho các bạn check thợ thoải mái nhé, reset dòng 2 thoải mái nhé, không có iCloud cũng như là không có kiểu máy lóc đâu. Đấy, các bạn nhìn này, nếu mà các bạn mang ra thợ mà thợ bảo đây là hàng sửa chữa, hàng tân trang, thì bên mình tặng cho các bạn máy luôn nhé. Đấy, con này zin nguyên bản 100%. Ngoại hình như thế này đến bây giờ nó là đang là quá chất rồi, pin lại 87% luôn. Đấy. Thì bên mình đang bán ra cho các bạn con máy này với giá của nó là 9.200.000. 9.200.000 các bạn nhá. 11 Pro 9.200. Hàng siêu chất luôn các bạn nhá. Các bạn đừng so sánh với những cái hàng mà họ tân trang đẹp kem lung linh nhưng mà toàn là thay lưng với cả thay kính này. Đấy, nhưng mà đây hàng của bên mình nó hàng chất luôn. Con này thì pin lên đến 100% luôn các bạn. Máy màu xanh nhá. Đấy, cũng là bản quốc tế 64GB. Đấy, cũng bản quốc tế 64GB, 11 Pro. Đấy, dòng 3 mắt. Đây, các bạn chơi dòng 3 mắt này thì nhìn nó rất là sang, nhỏ gọn. Đây, ví dụ như là 11 Pro Max thì nó sẽ như này. Đây các bạn. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ to hơn một chút, nhỉnh hơn một chút nhá. Đó, như con 11 Pro này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 9.500.000 nhá. Con này là 9.500.000 này. Đấy, hàng zin đẹp lung linh nhá. Đây là. Đấy. Zin nguyên bản là sản xuất luôn.
chưa tháo mở thì luôn các bạn nhé. Tặng các bạn cường lực, tặng sạc và tặng ốp lưng, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Tiếp theo sẽ nói đến dòng Samsung một chút. iPhone và Samsung hôm nay nó sẽ xen kẽ nhau cho nó đỡ nhàn tai các bạn nhé. Đây chính là hai chiếc lốt 10 lốt 20 Ultra. Bên mình vẫn còn cả màu trắng nữa các bạn nhé. Bên mình vẫn còn đủ cả 3 màu. Đó, và hôm trước thì bên mình bán được đâu đó rơi vào tầm 9 cây lốt 20 Ultra, và hôm nay bên mình vẫn còn, và đây là những cái lô mới về nha các bạn nhé. Lô mới về. Đấy. Đây, hàng tất cả đều là hàng zin đẹp 99 cho đến cận keng luôn các bạn. Đấy, đây hàng zin đẹp 99 cho đến cận keng luôn. Hàng siêu chất, màn trắng sáng không ám không ố không lưu hình. Đấy, áp suất chỉ cần ấn nhẹ một phát đã lên rồi nhá. Nó không như dòng lốt 10, lốt 10 là đến bây giờ là cũng đã là một khoảng thời gian là cũng tương đối dài rồi, cho nên là áp suất của nó sẽ không được khỏe như bọn này. Đó, nhưng mà đảm bảo đảm cho các bạn đó là đi mưa đi gió thoải mái, hoặc là rửa giấy chân tay thoải mái các bạn nhé. Đấy, hàng siêu chất này, RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB, máy của nó là một SIM một sóng online. Đấy, hỗ trợ sóng 5G luôn. Đấy, lốt 20 Ultra 5G các bạn nhé. Đấy, hàng zin hôm nay có 3 màu, đó là màu lâu, màu đen. Đấy, thì bên mình đang bán cho các bạn đồng giá là 10.300.000 các bạn nhé. 10.300.000. Bên mình bán hàng có ship code toàn quốc, các bạn chỉ cần nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là cọc cho bên mình 100.000-200.000, bên mình sẽ gửi hàng đến cho các bạn kiểm tra và đồng kiểm các bạn nhé. Ưng ý đúng sản phẩm, không lỗi lầm thì các bạn nhận, còn nếu mà đã lỗi lầm hoặc là sai sản phẩm các bạn cứ alo lại mình, bên mình hoàn trả lại các bạn tiền cọc các bạn nhé. Đó, đây là những cái chiếc máy hàng chất này. Bạn nào ở gần công viên Thiên Đường Bảo Sơn thì có thể ghé qua cửa hàng mình để giao lưu nhé. Công viên Thiên Đường Bảo Sơn địa chỉ là ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội các bạn nhé. Còn nếu mà bạn nào mà muốn ở xa mà không mua được thì cứ gửi hàng ship code các bạn nhé, yên tâm không lừa đảo, kênh của bên mình cũng đã bán hàng rất là lâu rồi. Đấy. Rất đẹp này, cái dòng màu đen này nhìn rất men. Đấy. Màu trắng này, mình xem một kia có con màu trắng nào cầm ra cho các bạn luôn. Màu trắng thì mình đang để ở trong tủ rồi, không có gì thì mình sẽ lấy sau. Các bạn nào yêu thích màu nào thì cứ kết bạn Zalo, bên mình sẽ gửi chụp hình mẫu cho. Đó, và bên mình bán ra tặng kèm các bạn là ốp lưng, bộ sạc siêu nhanh các bạn nhé, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Và tiếp theo sẽ đến là 11 Pro Max. Đấy, 11 Pro Max thì cái màu vàng này bị lỗi thì bỏ ra này, bên mình test bị lỗi rồi. Còn cây ba cây này thì đây sẽ có một cây này là bản 64GB, máy màu đen, pin 91%, hàng zin nguyên bản đẹp 98-99%, không cần không móp. Đấy, không cần không móp, hàng zin đẹp nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, camera này. Đấy, tay mình nó đang hơi có mồ hôi nên là lau nó không được sạch thôi, thì các bạn yên tâm nhé. Đấy, zin đẹp 100% luôn, pin 91% nhé. Đấy, pin thì rất là khỏe, các bạn yên tâm. Bản quốc tế 64GB, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con máy này thì bên mình đang bán ra cho bạn với giá của nó là 11.500.000. Đấy, 11.500. Hàng quốc tế, pin 91%. Tặng các bạn ốp lưng, bộ sạc và kính cường lực nhé, bao zin nguyên bản 100% cho các bạn nhé. Đấy, iPhone 11 Pro Max, bộ này pin siêu trâu rồi. Camera cũng ba camera này đến bây giờ vẫn đang hòn hòn các bạn nhé. Cái màu xanh này thì nó lại là một cây hàng siêu chất. Đấy, hàng zin ken sven. Không có ám ố, không có xước sát gì luôn, đẹp gần như ngày mới. Cam kết zin nguyên bản, và con này zin nguyên áp suất luôn các bạn. Các hàng này zin nguyên áp suất cho các bạn, không có chuyện áp suất đóng đâu. Phát hiện áp suất đóng tặng máy luôn các bạn nhé. Bộ nhớ là 64GB này. Pin con này thì là 87%. Đó, pin 87%, bộ nhớ 64GB, hàng zin ken. Bên mình cũng đang bán cho các bạn với giá của nó là 11.500.000 nhá. Bán cho bạn giá là 11.500.000. Đấy. Hàng chuẩn chỉ luôn các bạn nhá. Zin ken sven luôn. Các bạn muốn những chiếc máy hàng zin ken này về, bạn yên tâm 100%
chỉ sử dụng thôi, không phải lo vấn đề sửa chữa gì nhá. Đó những chiếc máy rất là chất, và đến chiếc máy này thì nó còn chất hơn nữa và hiếm hơn nữa. Những chiếc máy này thì các bạn có tiền thì các bạn vẫn mua được, nhưng mà nó thuộc diện là hiếm thôi, nó sẽ hơi khó khăn một chút. Ví dụ như con máy này, đây là một con iPhone 11 Pro Max, máy màu đen, bộ nhớ của nó là 256GB và nó là hàng Việt Nam các bạn nhé, bản Việt Nam, hàng chính hãng FPT luôn này. Ngoại hình của nó thì các bạn yên tâm luôn, zin keng xà beng, không một vết xước luôn các bạn nhé. Đấy, nếu mà phát hiện thay lưng thay vỏ hoặc là hàng lộ cộ bên mình tặng các bạn máy luôn. Con này nó có một cái đặc biệt như này này, các bạn nhìn viên pin này của nó là các bạn biết là mức độ sử dụng máy của khách quá là ít, máy chỉ sử dụng để đào pi, mỗi một ngày chỉ vào để đào pi thôi, sau đó là lại ao ra. Đấy, con này này đẹp không tì vết luôn, màn trắng sáng quắc. Đấy, không góc chết nhá. Bộ nhớ của nó lại 256GB. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, cái hàng này thì nó không hiếm mới là nạ. Đấy, hàng này khách không dùng luôn. Đấy, khách bảo khách không dùng. Bây giờ đang dùng là 13 Pro Max. Đấy, con này đang để không và bán. Đấy, bán cho một cửa hàng. Và cửa hàng thì bên mình phải mua lại thì tất nhiên rồi, phải dán lại tem của cửa hàng thôi. Đấy, các bạn yên tâm nhá, không cần phải thắc mắc là tại sao có tem như này đâu. Tem này là tem ở cửa hàng. Đó, các bạn nhìn này, hàng chất chưa, siêu chất luôn, bản Việt Nam nhé. Pin 98%, nói chung các bạn pin này các bạn dùng mút chỉ luôn, cực kỳ sướng. Đấy, các bạn đã thấy độ hiếm của nó chưa. Đấy, một con máy pin 98% bản VNA mà nó lại là hàng bộ nhớ dung lượng cao. Đấy, thì giá của nó cũng sẽ rất là chát. Con máy này bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 13.500.000 13.500.000 các bạn nhé. Ở chung là cái giá này thì nó cũng thuộc diện là bình thường thôi. Các bạn đi mua một hàng xách tay thì giá của nó cũng chỉ rơi vào tầm này hoặc là nó hơn tầm này. Nhưng mà đây là những chiếc máy mà bên mình đi thu lại ở các cửa hàng là mua lại của khách lẻ, cho nên là giá nó cũng sẽ êm hơn. Còn nếu các bạn mua những chiếc máy mà hàng nhập ở bên kia về thì giá rất cao đấy. Đấy, đây mình đang bán cho bạn giá chỉ có 13.500.000 thôi các bạn nhé, 13.500.000. Đấy, hàng này các bạn nói chung là kiếm thì vẫn có nhưng mà nó rất là khó các bạn nhé. Đấy, để mà nói đến một con máy này này, có tiền các bạn cũng chưa chắc đã mua được, bỏ công ra các bạn chưa chắc đã mua được, chỉ có duyên các bạn mới mua được các bạn nhé. Đây là một con máy S20 Ultra bản quốc tế, S20 Ultra bản quốc tế này, ngoại hình này, riêng về ngoại hình con này không phải nghĩ luôn, zin chuẩn 100%, zin đét, hàng siêu chất, hàng quốc tế thì là nó có 2 sim 26 online các bạn nhé. Đấy, hàng quốc tế 2 sim 26 online và đây là 2 sim, 2 email khác nhau nhá. Đấy, chứ không phải là hàng độ sim là giống email đâu. Có hỗ trợ sóng 5G nhé, S20 Ultra. Đấy, bản quốc tế 2 sim 26 online. Đây nó vẫn chưa phải là hiếm đâu. Các bạn đi tìm kiếm bản 2 sim 26 vẫn tìm kiếm được. Nhưng đây nữa nó mới là hiếm. RAM 16GB, RAM 16GB. Mình chưa thấy một con Samsung nào RAM 16GB. Bộ nhớ là 512GB. 512GB các bạn nhá, RAM 16GB, bộ nhớ 512GB. Mình chưa thấy một con máy nào luôn. Nếu không có duyên, bảo đảm các bạn sẽ không mua được những chiếc máy này, kể cả các bạn có tiền luôn. Đấy. Vừa là bản quốc tế, vừa là bản 2 SIM, lại vừa là bản RAM khủng nhất của những loại khủng. S22 Ultra còn không có nhá. Đây là S20 Ultra luôn. S20 Ultra zoom 100x. Hàng zin nguyên bản nhà sản xuất. Trắng sáng không ám không ồ không nêu hình. Này. Đây, áp suất này. Đấy, áp suất zin đét. Đây, hàng này siêu chất chưa? Đấy, hàng này mà các bạn mà bảo không hiếm nữa thì mình đi đầu xuống đất luôn. Đấy. Thì tất nhiên rồi,
cái giá trị của hàng nó cũng sẽ đi đôi với cả cái giá tiền của nó. Thì con máy này bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 9 triệu. Giá là 9 triệu các bạn nhá. 9 triệu các bạn có thể mua được là S21 Plus. Đấy, đây các bạn sẽ mua được một con S20 Ultra. Đấy, RAM 16GB, bộ nhớ 512GB. Đấy. Rất căng. Tiếp theo nữa sẽ nói đến đó là S21 Ultra. Đấy, cũng là hàng hiếm luôn. Hàng này các bạn nhìn này, siêu viền này. Ôi giời, siêu viền này. Đẹp con luôn, hàng như kiểu hàng chưa sử dụng luôn các bạn. Lưng viền này, không có chầy xước gì này, cam này, phấn này, rồi đèn xi, đèn xịt luôn. Đây này, mặt trước này, không chầy xước luôn. Đấy, không khác gì một chiếc máy mới, hàng Viettel Store nó khác. Đấy, hàng Việt Nam các bạn nhá. S21 Ultra. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Có 5G luôn. Và giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá là 12 triệu 800. 12 triệu 800. Đấy, bản Việt Nam. Hàng này nói chung là hàng ở Viettel Store nó thiếu mất cái hộp nữa. Chứ nếu nó có cái hộp là mình thả vào hộp được rồi các bạn nhé. Thả hộp bản máy mới luôn. Tiếp theo nữa sẽ nói đến cũng là một con máy rất là chất. Đây chính là S20 Ultra. Nhưng con này nó là bản Hàn Quốc. Đây là bản Hàn Quốc các bạn nhé. Hàng zin đẹp 98-99%. Zin nguyên bản, zin đẹp. Đấy, màu đen. Con này thì bộ nhớ của nó cũng bình thường thôi, RAM cũng chỉ là 12GB và bộ nhớ của nó cũng là 256GB như bình thường thôi. Đó, nhưng nó là bản Hàn. Máy thì hàng siêu chất. Đây, con này đây thì dán cường lực nhá, các bạn mà không thích cường lực bên mình bóc ra nhé. Đấy, cường lực mà màn hình cong thì nó hay bị kiểu như này này. Đấy, nhưng nếu các bạn không thích bên mình sẽ bóc ra. Đấy, hàng zin keng sben, màn hình trắng sáng, không ám, không hồ, không lưu hình, pin 5000. Con này thì bên mình bán cho các bạn giá chỉ có 7.700.000 thôi. S20 Ultra bản Hàn, 1 SIM 1 sóng, 5G, giá 7.700.000. S21 Plus, đấy bên mình vừa nói này. Đấy, bên mình vừa gián đoạn một chút để đi lấy hai con S21 Plus này để cho các bạn. Đấy, hàng thì tất cả đều là hàng zin đẹp 98-99%. Zin đẹp 98-99%. Đấy, zin nguyên bản, nguyên áp suất luôn, S21 Plus. Pin của nó lên đến 4800mAh, rất khỏe, chạy chip Snapdragon. RAM 8, bộ nhớ 256GB. Bản Hàn, máy 1 SIM 1 sóng, có hỗ trợ sóng 5G. Và S21 Plus này, hàng chất, nói chung hàng này là hàng chất. Đấy, hàng chất thì để bên mình thử xem áp suất cho các bạn. Áp suất này ấn nhẹ đã lên này. Đấy, con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 9 triệu các bạn nhé. Giá chỉ có 9 triệu thôi. S21 Plus hôm nay có hai màu. Đó là một màu đa sắc xám và một màu đa sắc tím các bạn nhé. Đấy. Viền camera thì màu gold, lưng thì màu đa sắc tím nhé. Rất đẹp này. Đấy, con nào con đấy đều đẹp nhé. Đẹp 98-99%. Zin nguyên bản nhà sản xuất luôn. Màn hình của nó là 6.7 inch nhé. 6.7 inch. Giá chỉ có 9 triệu thôi các bạn. Tiếp đến sẽ nói đến đó là những chiếc máy mà iPhone 11 bản 64GB, con màu đỏ, hàng zin keng sben. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 7.500.000. 7.500.000 con máy màu đỏ. Con màu đen này thì là 7 triệu. Con này đây ngoại hình là nó hơi xước xát, hơi xước xát một chút, giá 7 triệu. Còn con này là 7.500.000. Đó, vậy là hôm nay bên mình đã view xong chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì chúc các bạn sẽ lựa chọn được cho mình những chiếc máy thật là vui, thật là đúng nghĩa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.